Kính thưa tất cả bà con, thì trong video này tôi trở lại câu chuyện với cựu đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng nha bà con. Thì trước hết xin chúc cho quý bà con một ngày an lành bình yên. Và thưa quý bà con, có một số bạn có nói với tôi rằng là ông Lưu Bình Nhưỡng là mới bị bắt, sao nhiều người lại lên án này kia cái nọ. Do đó hôm nay tôi làm cái video này nha bà con. Và không chỉ ông Lưu Bình Nhưỡng mà nhiều người khác khi bị bắt thì cũng là tình trạng, đều là tình trạng nghi can hết nha bà con. Có nơi gọi nghi can, có nơi gọi là nghi phạm. Không chỉ có bác Nhưỡng mà nhiều người bị bắt ở gần đây cũng đều bị mạng xã hội rào rào lên tiếng theo kiểu ông đó là xấu, là thế này thế khác, đủ thứ chuyện. Thì chúng ta nhớ lại vụ của cựu CDC Bình Dương vừa rồi là ông Nguyễn Thành Danh ha. Ông Nguyễn Thành Danh bị bắt và sau đó bị tạm giam hơn 10 tháng. Lúc bị bắt thì có báo chí đăng tin rồi rủa xả ổng rất ghê gớm. Nhưng mà khi ra tòa là chúng ta thấy đó, ông Nguyễn Thành Danh không hề vụ lợi một đồng nào. Và thứ hai, ông ấy làm cái việc đó là để xả thân, cứu dân. Đã nộp đơn xin về hưu rồi nhưng mà được đồng viên ở lại. Xong đó ở lại. Và sau đó thì ông ấy lại mượn kit test của Việt Á. Rồi khi mà mượn của người ta chẳng lẽ kit đâu nữa mà trả lại à? Rồi thì cũng phải ký hợp đồng mua. Rồi bây giờ bảo rằng là coi như là không có đấu thầu. Đấu thầu cái gì? Lúc đại dịch là trường hợp khẩn cấp, làm sao đấu thầu, phải không? Chúng ta trải qua cái thời kỳ dịch thì chúng ta biết rồi, cái lúc đó mà nói đến cái chuyện đấu thầu kit test thì là một cái chuyện mà anh nói theo cái kiểu mà gọi là chỉ cố ý buộc tội người ta thôi, đúng không? Thứ nhất là không có thời gian để đấu thầu. Thứ hai là không có kit để đấu thầu. Lúc đó chúng ta chỉ có một số kit của Hàn Quốc, Hàn đồ gì đó nhập, người ta nhập tá là lá lên, thấy không? Cũng không có nhiều. Vì không có nhiều cho đó Bộ Y tế mới lại làm ra cái chuyện đó. Rồi sau đó ai ngờ là cái test Việt Á nó thế này thế khác về cái vấn đề giá cả đó. Còn lúc đó Bộ Y tế người ta đã duyệt giá, vậy mà coi như là cũng quy kết người ta không đấu thầu để bắt tạm giam 10 tháng. Thì như vậy qua cái trường hợp của cựu giám đốc CDC Bình Dương thì chúng ta thấy rằng khi bị bắt thì mới chỉ là nghi can, hay có nơi còn gọi là nghi phạm, chứ chưa phải là tội phạm ha. Thì tôi kể một cái chuyện này là phóng viên Hữu Phú đó, hồi xưa hay đi viết về những cái vụ mà bắt bớ này kia kìa nọ. Bạn ấy cùng làm cùng ở một phòng ban với tôi thì cứ đi lấy tin bên công an thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể là bây giờ là kiểu như PC01 với PC02 đấy. Đấy. Có một số lần bạn ấy lấy tin xong về bắt ông nào bắt ông kia. Về khi đưa tin thì bạn ấy cũng đưa tin là nghi can. Thấy không? Có một lần bị ông Nguyễn Mạnh Trung. Ông cự là ông bảo là tao bắt là coi như là tao bắt chính xác rồi. Mày còn đưa tin là nghi can gì nữa? Thấy không? Đấy. Thì Hữu Phú bạn ấy bảo rằng thôi em để cho chắc anh là em đưa tin là nghi can đi. Thực ra mà nói trong các cái vụ án mà thông thường kiểu như là thường phạm đó, vụ án hình sự nhưng mà thường phạm đó, thì khi bắt thì cũng là khá chắc chắn, kiểu như là cái dạng mà giang hồ này cái nọ, bắt thì khá chắc chắn nhưng mà người ta cũng cẩn thận, người ta gọi là nghi can. Còn trong các cái vụ mà cố ý làm trái làm đồ theo kiểu này kiểu kia đó,
kiểu như lợi dụng chức vụ quyền hạn, vân vân, thì chờ ra tòa đã, rồi nó mới rõ trắng đen. Chứ chưa ra tòa không có gì là xác tín cả mấy cái vụ này đó. Thế còn thí dụ như cái vụ phá án là do một cái vụ phát hiện thấy thi thể nơi này nơi kia rồi mà còn nhầm lẫn, nhớ không? Còn nhầm lẫn rất nhiều. Đây điển hình là vụ Huỳnh Văn Nén ở ngoài Bình Thuận, những vụ đấy mà còn nhầm lẫn, huống cái gì những cái kiểu mà lợi dụng chức vụ quyền hạn ra thế này rồi thì là gì 300.000 đô rồi này kia cái nọ, rồi là cưỡng đoạt tài sản, cưỡng quát cưỡng đồ này kia cái nọ, thì phải chờ ra tòa, hai bên tranh luận, bên viện kiểm sát đưa ra cáo trạng buộc tội và bên này luật sư gỡ tội, và chúng ta nghe thấy bên nào có lý thì chúng ta mới tin, nghe không? Chứ còn bây giờ nói thẳng ra nó chỉ là nghi can hoặc là nghi phạm, công an hoặc khởi tố thì chỉ là nghi can và nghi phạm. Và nên nhớ rằng khi ra tòa rất nhiều trường hợp cơ quan điều tra họ cũng không bảo vệ được cái quan điểm của họ. Mà cụ thể như là cái vụ án là Hoa hậu Phương Nga, đúng không? Đấy, vụ án Hoa hậu Phương Nga ra tòa là coi như rất quất hết. Đấy không phải rằng là một cái vụ mà nhờ mua bán nhà, mua nhà rồi gì hết. Đây mà là cái chuyện là coi như gặp bồ, gặp đồ rồi gửi tiền, thấy không? Tài trợ rồi này cái gì nào. Thế mà từ cái chỗ đó là chuyển qua cái vụ án là mua nhà, đứng tên nhà rồi gì đó, rồi bắt đầu là bắt con người ta, thấy không? Đây. Và hiện nay không chỉ có vụ ông Lưu Bình Nhưỡng, còn một số vụ khác thì cũng cần xem là nghi can. Đấy là cái cải cách tư pháp, cần xem là nghi can hết. Khi nào ra tòa chúng ta nghe thấy bên kia đưa ra cái lời buộc tội nó như thế nào, chúng ta nghe toàn bộ phiên tòa, rồi luật sư đưa ra cái quan điểm của mình như thế nào, rồi chúng ta thấy hai bên nói như thế, bên nào hợp lý hơn, đúng có tội hay không có tội, thì chúng ta tự nhận thức để biết ông đó có tội hay không có tội, đáng lên án hay là không đáng lên án, thì cái đó nó mới đúng cái tinh thần của cải cách tư pháp, bà con. Chứ không phải cứ nghe báo đăng khởi tố và bắt tạm giam ông A, rồi ông này là coi như là có tội rồi, khởi tố bắt tạm giam bà B, rồi bà này là như vậy là tiêu rồi, là xấu xa, là thế này là thế khác. Đấy thì trường hợp của ông trong vụ Việt Á, vụ Việt Á là vụ quá nổi cộm, đến nỗi khi bắt người nào là chúng ta trút cái căm phẫn lên người đó, thấy không? Ông này rất tệ hại, rất thế này thế khác, nhưng mà cuối cùng đấy cũng lộ ra trường hợp của ông Nguyễn Thành Danh là một người có công, người có công và một người tử tế đàng hoàng, rốt cuộc là coi như là bị tạm giam 10 tháng mà bị chúng ta có lẽ trong suốt 10 tháng đó chúng ta căm phẫn, chúng ta là tuôn ra những cái lời lẽ nghiệt ngã đối với ông Nguyễn Thành Danh, và bây giờ chúng ta thấy đó. Đó thì các vụ án khác nó cũng như thế nha bà con, và kể cả vụ của cựu đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng, và vụ này tôi cũng đang còn vẫn để hai cái chữ nghi can đấy, thì chưa nói gì cả ha. Rồi bà con, xin cảm ơn sự lắng nghe của tất cả bà con ha.